chân lý vẫn luôn sáng soi muôn đời. Truyền kể nhân gian người xưa tương truyền rằng là ác xa ác bao xa, tựa như tấm gương phản chiếu tôi đồ. Truyền kể nhân gian người xưa cũng vẫn tương truyền rằng là sống tốt thiện giả thiện lai, sánh tựa nhật quang coi trời. Ngày ngày trong cõi nhân sinh bởi tranh quyền đoạt vì chiếc âm như trơ bàn tay, bỏ quên lương tâm con người. Hận thù chim trong lời danh, sống mãi một đời áo vọng, nhắm mắt hay ác mộng từng đêm trắng đen vô thường, tìm về đâu chưa một ai. Nghiệp ác dẫn ta lạc vào tội lỗi u mê, càng có nhân tâm hai người đời nuôi cho tương lai. Bởi lưới trời lồng lộng tuy thưa, làm sao thoát nghiệp trần tội lỗi kia. Đạo lý lương tâm con người ở đời xưa nay, nghiệp ác hay nghiệp hiền lành đều cùng bởi gió ta. Lương tâm mỗi người đều tựa bên ngọc quý, mà đất nước do lửa khó đất muốn trời. Chân lý ấy qua ngàn đời vẫn truyền lưu. Trời ơi, Đào công tử mới tới hả? Thúy Liễu đâu rồi con? Ra đây hầu hạ Đào công tử này, nhanh lên. Chàng Lâm. Thúy Liễu, ra với Đào công tử con, nhanh lên con ha. Dẹp đi. Bà con có gì mới hơn không? Dạ, Đào công tử à, có một cô nương rất là đẹp, ăn nói như rót mật vào tai. Mà gái nhà quê còn ngây thơ trong trắng lắm công tử ơi. Vào thanh lâu này làm kỹ nữ mà còn trong trắng ngây thơ thì heo nái cũng biết leo cây đó. Ôi trời ơi, thì công tử cứ thử đi rồi sẽ biết thôi mà. Đưa nàng ấy ra đi, không cần nói nhiều. Dạ, ra liền công tử đợi nha. Dạ xin chào công tử. Nàng tên gì? Dạ, em tên là Thanh Lệ. Ngồi xuống đây. Nàng đúng là người ta đang cần tìm. Trời nóng quá à. Đi nhanh đi bà, qua uống miếng nước cái đã. Tôi dẫn bà qua cái này nè. Cái gì? Tội nghiệp lắm đó. Bà nhìn đi, hai cha con này lỡ đường á. Rồi người cha lâm bệnh qua đời nơi đất khách vì chữ hiếu á, mà cổ phải bán mình để chôn cha. Thiệt tội nghiệp hết sức. Tội nghiệp quá bà. Thôi mình đi đi bà. Không có giúp được tá gì hết á. Thôi mình đi. sĩ cáo già, dễ dìm hắn xa lưới tình. Đối với hắn, bây giờ chỉ có gia sản của nhà họ Đào thôi. Nhưng cậu không thấy ánh mắt của hắn ta nhìn cô bé si mê hay sao? Nhưng mà hắn cũng bỏ đi rồi đó. Thì ta còn cách khác mà lo gì? Nhìn lên. Đi lẹ lên. Buông tôi ra. Đi về. Buông ra. Đi về với tôi. Ông buông tôi ra. Ông làm tay tôi đau đó. Đau cái gì mà đau? Nè, ta bỏ tiền ra cho nàng chung cha. Vậy thì bây giờ nàng là người của ta. Mau đi về làm lễ hợp chẩn giao bôi. Nhưng không mà có nhiều nữa. Tôi 3 ngày chôn cha. Không có chôn gì hết á. Sau 3 ngày đó gia nhân ta lo. Đền đáp những gì đã hứa. Cả nữa hả? Nè, lấy tiền ta còn giả bộ thanh cao hả? Ta mua nàng còn hơn là nàng bị bán vô thanh lâu, còn nhục nhã ê chề hơn nữa biết không? Đi mau. Đi. Buông tay cô ấy ra. Tính làm anh hùng cứu mỹ nhân hả? Ông mua cô ta bao nhiêu tiền? 30 lượng bạc. Đây, cầm lấy. Bạc đây. Và thả cô ấy đi. Ta không cần bạc, ta cần cô ấy. Bạc nhà ngươi không cần thì mạng nhà ngươi không còn. Thôi được rồi, nhường cho ngươi á, ta bố thí cho ngươi á. Đa tạ ngài đã ra tay nghĩa hiệp, nếu không em đã ngọc nát vàng tan rồi. Không có gì. Xin hỏi cao danh quý tánh của ngài là gì? Để sau 3 ngày lo hậu sự cho cha, tôi sẽ tìm đến. Không cần đâu. Nàng cứ việc lo chuyện của nàng đi. Ta cáo biệt. Cô nương à, cô làm sao vậy? Cô nương. Cô nương à. Vậy là cá đã cắn câu. Công nhận cô ta cũng có tài thật đó. Đàn ông nào mà không mê gái chứ, sao mà thoát được? Mà công nhận con cũng có tài đó. Đầy mưu kế đó nha. Đó chỉ là một ít tài lẻ của tôi thôi. Bây giờ thì hổ đã xa lưới. Đợi ngày Đào phu nhân bắt gặp được, vậy là xong. Cha, cha ơi, con thật là bất hiếu. Con muốn chết theo cha, nhưng mà con không dám đối diện với cha. Con gái thật là xấu hổ. Cha ơi, cha ơi. Nhìn thấy cô như vậy, tôi cảm thấy áy náy lắm. Chúng tôi đã nợ cô quá nhiều rồi. Cô phải ráng lên nha. Nếu như cô có mệnh hệ gì thì tôi sẽ ân hận cả đời đó. Cha. Đợi khi trời tối, cha, tôi sẽ mò vào làng để mà tìm thầy thuốc chữa bệnh cho cô nha. Cha ơi. Cha. Ông theo dõi con Thu Hành tiếp đi. Được rồi, để tôi lo chuyện này. Mẹ, con có chuyện muốn nói với mẹ. Nếu con muốn nói chuyện về ông đạo sĩ đó thì mẹ không muốn nghe đâu. Con muốn dẫn mẹ đến một nơi. Dẫn đi tới nơi nào? Để làm gì? Nơi mà mẹ sẽ thấy bộ mặt thật của lão già đó. Mẹ không dám chứng kiến chứ gì. Cô làm sao vậy? Em cảm thấy sợ. Hình như có ai đó bên ngoài rình rập. Phải chăng lọng ta? Không có đâu. Nàng đừng sợ. Ta có chút bạc, nàng hãy nhận lấy làm vốn mưu sinh. Đa tạ ngài. Em thật là may mắn mới gặp được người tốt như ngài đây. Nguyện ngậm dành kết cỏ, kiếp sau đáp đền. Nàng nói cái gì mà nghe lớn lao vậy? Ta chỉ thấy chuyện bất bình và ra ta giúp đỡ thôi. Chứ không phải là ngài cảm mến em sao? Thấy như vậy sao? Chàng đừng tự dối lòng. Từ lúc đầu gặp gỡ chàng, em đã thấy được ánh mắt chàng để ý tới em rồi. Nếu không, tại sao chàng lại bỏ bạc ra chuộc em, thoát khỏi tay tên cường hào ác bá đó? Bây giờ lại còn giúp em nhiều chuyện như vậy. Nào thử đoán xem. Em đã hứa, nếu ai bỏ bạc ra chôn cha em sẽ đáp đền. Bây giờ đã lo xong cho cha chuyện mồ yên mã đẹp, em phải làm trọn lời hứa. Cô làm cái gì vậy? Chàng sao vậy? Đào thiếu gia đã trả cho nàng bao nhiêu tiền để diễn vở này? Nàng là Thanh Lệ, kỹ nữ Thanh Lâu Ngọc Đình. Nơi mà Đào thiếu gia là khách quen, nhẵn mặt ở đó. Hắn vì muốn hãm hại ta nên nhờ nàng bày ra kế trẻ con này để đưa ta vào bẫy. Nàng có cần ta gọi tú bà Thanh Lâu để đến đây nhận nàng hay không? Ta còn biết Đào thiếu gia đang đứng ngoài kia xem tuần này chứ gì. Đào thiếu gia, vô đây đi. Đào thiếu gia, ta nghĩ ngươi nên tập trung vào xưởng chiếu hoa nhiều hơn một chút, chứ đừng rảnh rỗi làm những chuyện vô bổ này. Muốn hại người thì nên có mưu trí hơn. Chứ đừng nên dùng mấy cái kế này. Thật là xấu hổ cho nhà họ Đào. Ngươi giỏi lắm. Lần này ta không lật mặt được ngươi, nhưng ngươi sẽ không may mắn được lần sau đâu. Mẹ, đi về. Hắn chính là con cáo già. Mẹ đừng có tin là hắn. Con đi về nhanh. Mẹ, mẹ đừng để hắn qua mặt mẹ. Hắn chỉ muốn gia sản của gia đình mình thôi. Mẹ hiểu không? Mẹ nói con về nghe không? Nè, mẹ. Đồ vô dụng. Trò trẻ con mà hắn hồng gạt được ta sao? Đúng là trò trẻ con. Hắn có là người lớn bao giờ đâu. Ta thật không nhịn được cười. Nhưng mà ông cũng đừng có ỷ y. Loài kiến nhỏ cũng có thể đục ngã tường thành lớn. Nếu không triệt thì sớm muộn gì cũng có ngày gây nguy hại cho mình. Ta biết phải làm gì rồi. À mà nè, ta hơi khó hiểu. Tại sao cô lại nói cho ta nghe chuyện đào tính bày trò vặt lại ta? Theo ông, ta làm vậy với mục đích gì? Ta đang hỏi cô kia mà. Kẻ thức thời thì nên biết hướng gió mà nương. Còn việc ông với bà Đào á, cũng là chuyện mèo giờn chuột. Có thật lòng với nhau đâu. Kẻ tám lạng, người nửa cân. Ai cũng muốn chiếm trọn cái gia sản nhà họ Đào này. Vậy còn cô cứ đứng đó làm người ông đắc lợi, đúng không? Nếu như vậy thì chắc chắn tôi không mách ông chuyện này. Cho nên cô mới bày ra trò tìm cách quản binh, không điểm chỉ vào tờ giao gia sản cho Đào Tính. Cô đoán được số phận của mình nên đã quan sát và chọn thời cơ. Nếu như chọn giữa ông và bà ta thì chắc chắn tôi sẽ chọn ông để theo. Nhưng mà có điều, khi có được tất cả, ông cũng đừng có quên con này. Cô muốn làm gì? Nửa gia sản, hay muốn là phu nhân thay thế bà Đào? Dạ. Cô ấy bị sao? Dạ, bị sốt hành nóng lạnh, ăn nó mê sản à. Sao cậu không cõng người bệnh qua đây cho tôi khám? Chứ cậu nói qua loa vậy sao tôi bóc thuốc được? Dạ, em con bây giờ mệt lắm. Con cõng đi con sợ gió mái. Thầy ơi, thầy làm ơn thầy đến đó, thầy chữa bệnh giùm em con đi mà thầy. Nếu muốn tôi đến tận nơi á thì cậu trả 1 nén bạc. Dạ, bây giờ thì con không có. Nhưng mà thầy làm ơn, thầy chữa bệnh cho em con đi thầy. Cứ mang bạc đến đây thì tôi sẽ đi. Thầy ơi, thầy làm ơn đi. Em con bị bệnh nặng lắm thầy. Nếu không chữa kịp thời thì sẽ nguy hại đến tính mạng đó thầy. Thầy làm ơn làm phước đi thầy. Cứu một mạng người còn hơn xây 10 cảnh chùa mà thầy. Ai cũng nói như cậu thì tôi dẹp nghề sớm rồi. Tôi làm thầy lang chứ tôi không có làm từ thiện. Đã em bạc tới đây rồi tính ha. Thầy ơi thầy, con xin thầy. Em gái con đang bệnh nặng lắm thầy ơi. Nếu không chữa kịp thì sẽ nguy hiểm tính mạng đó thầy. Nếu như mà em con có mệnh hệ gì thì con sẽ hối hận lắm. Ê, đi con đi. Con sẽ quỳ đây đến khi nào thầy cứu em gái của con thôi. Con xin thầy mà. Con xin thầy. Con quỳ lại thầy mà. Con xin thầy hãy cứu em con đi mà thầy. Con xin thầy mà. Thầy ơi, em con bị bệnh nặng lắm thầy ơi. Con xin thầy mà. Con xin thầy mà. Thầy hãy cứu em con đi mà thầy. Con xin thầy mà. Cô ta không sao đâu, chỉ bị nhiễm sương đêm thôi à. Xông một nồi xong là cô ta sẽ khỏe. Ngày mai tôi sẽ đem đồ ăn qua cho cổ ăn, rồi nghỉ ngơi vài ngày là sẽ khỏe thôi. Mà nè, sao anh và cô ta không bỏ đi xa mà lại lưu lại nơi đây? Bây giờ cô ấy đang bệnh nặng mà, làm sao mà đi xa được. Tạm thời cứ để cô ấy ở đây thôi. Bộ anh không biết á, là anh đang bị quan quân truy lùng hay sao? Vậy mà anh dám chườn mặt ra ngoài làng. Họ mà bắt được anh á thì ai mà lo cho cổ? Tại vì anh nóng ruột cho nên... Anh lo cho cô ấy đúng không? Tại vì cô ấy bị bệnh mà. Anh đừng có dối lòng nữa. Từ lúc anh bỏ rơi em á để chạy về cứu cô ấy thì em đã biết. Trong lòng của anh á, bây giờ chỉ xem cô ấy là quan trọng thôi đúng không? Em nói gì vậy? Hả? Anh cứ để cho em nói hết. Nhưng mà cũng tại em thôi. Em cứ tưởng đâu á là mọi việc sẽ thay đổi, nhưng riêng tình cảm của anh dành cho em thì vẫn vậy. Nhưng mà không phải. Mọi chuyện cũng do em. Do em đã bỏ anh đi mà để cho cô ấy gần anh. Trai gái gần nhau thì khó mà tránh được tình cảm lớn dần. Mà cũng tốt, có một người để yêu và để thương và làm bạn á thì em cũng thấy đỡ lo hơn. Em cũng có Lê Công Tử rồi, vừa tuấn tú vừa khôi ngô, lại là con nhà quyền quý nữa. Trời ơi, mọi thứ không như anh nghĩ đâu. Xung quanh em á hiện giờ cũng là đều dây mượn của người khác, kể cả cái thân phận này của em nữa. Ủa, nhưng đó là em muốn mà. Nếu không sao em không trả lại cho cô ấy đi? Bộ em muốn là được sao? Mình bây giờ giống như là con cờ trong ván cờ của người khác, làm gì mà có quyền đó chứ. Thôi anh lo cho cổ đi, em về đây. Ngày mai em sẽ quay lại sau. Mà anh nhớ là em dặn nha, không được mạo hiểm mò vào làng thêm một lần nữa. Em biết rồi. Thôi em đi về đây. Không lẽ mình đã... Chắc là không đâu. Mình chỉ sợ cô ấy có bề gì mình sẽ ân hận. Thật sự mình làm như vậy chỉ vì muốn chuộc lại những lỗi lầm mà Lợm và Tía đã gây ra cho cô ta mà thôi. Với lại hoàn cảnh của cô ta cũng rất đáng thương mà. Không kịp. Tình không kịp. Đau tính là sẽ không bao giờ tha người. Chờ đó, đồ khốn. Đứng lại. Hai người là ai mà dám cản đường Đào thiếu gia này hả? Bảo tránh đâu, nếu không ta sẽ cho một trận nhự tử bây giờ. Lên. Đánh mày như vậy là giả cho mày một bài học. Bỏ cái thói ngựa non háo đá nghe chưa? Nhớ kỹ nghe mày. Ủa thiếu gia nhà tôi bà ơi bà, thiếu gia bị sao nè bà ơi. Bà ơi bà, chuyện gì vậy thiếu gia? Chuyện gì mà lá sùm vậy thiếu gia? Bị sao nè bà? Hả? Trời ơi con ơi, con bị sao vậy nè con ơi con. Đào Tĩnh ơi, con ta bị sao vậy hả con? Con cũng không biết nữa. Tụi con đi làm đồng sớm nên thấy cậu ấy bất động ngoài đường làng nên con đem về đây cho bà. Tụi bay. Dạ dạ. Con đem con ta vô trong mà lên. Trời ơi con ơi, con sao vậy nè con ơi. Đào Tĩnh ơi, tụi bay khi cẩn thận đó. Đa tạ hai cậu nhiều nghe. Dạ. Đa tạ. Dạ. Dạ. Dạ chào bà. Đào Tĩnh ơi. Đào Tĩnh, con tỉnh rồi hả? Con thấy trong người sao rồi? Mẹ con đang ở đâu đây vậy mẹ? Ở nhà mình chứ ở đâu. Người ta thấy con nằm ngoài bờ lộ á, bê bết máu nên đưa về đây. Con gây thù chuốc oán với ai? Tại sao lại bị người ta đánh ra nông nổi như vậy hả? Mẹ, là chính là hắn, cái tên đạo sĩ cánh quý của mẹ. Hắn đã thuê người đánh con ra nông nổi này. Mẹ, mẹ phải đuổi hắn ra khỏi nhà ngay lập tức. Còn á, mà thì nghỉ ngơi đi, đừng có manh động mà hao tâm tổn trí. Mẹ không tin con sao? Vì hắn hận trong lòng nên tình cũng kiếp đó đã thuê người đánh con. Mẹ, nếu mà mẹ cứ để hắn ở trong nhà này, có ngày hắn sẽ giết luôn con đó. Tĩnh, có bằng chứng gì mà con nói như vậy? Cần gì phải có bằng chứng hả mẹ? Chỉ có hắn tức vì con 5 lần 7 lượt đuổi hắn ra khỏi nhà nên hắn mới ra tay với con đó mẹ. Lòng dạ tiểu nhân, nham hiểm thì chỉ có hắn thôi chứ còn ai nữa. Con à, ra ngoài ăn chơi không có gặp ít thâm thù, làm sao mà biết được là ai chứ? Con, trời ơi, nằm xuống. Tại sao con nói mà mày không tin chứ? Tại sao mẹ cứ một mực bên vực cho tên khốn kiếp đó? Tĩnh à, không có chứng cứ thì mẹ không khẳng định. Đúng hẳn, hắn đã dùng phép thuật làm cho mẹ mụ mẫm nên mẹ mới tin hắn sái cổ như vậy. Ngay cả hắn đánh con của mẹ mà tại sao mẹ cũng bênh vực cho hắn là sao hả mẹ? Thôi, con đừng có nói nhiều rồi nói bậy. Nằm xuống nghỉ ngơi đi, đi con. Mẹ! Chính là hắn, không ai khác. Tình khốn kiếp đê tiện, hắn đã làm gì mẹ ta mà mẹ ta lại tin hắn hơn con ruột của mình chứ? Khốn kiếp. Hắn làm sao có thể thuê người được, trong khi suốt ngày hắn quanh quẩn bên ta kia chứ? Thưa bà, có điều này tôi muốn nói với bà, nhưng mà tại có công tử nên không tiện nói. Có chuyện gì Cứ nói đi. Ngày hôm qua tôi thấy công tử ở sòng bài. Nơi đó nó ra vào như cơm bữa, có gì đâu mà nói. Dạ nhưng mà lần này công tử đến đó không phải đánh bài, mà là để thuê người. Thuê người? Ừ. Để làm gì? À, dạ lúc đó tôi thấy công tử đưa bạc cho hai tên giang hồ đó, kêu họ đánh người. Đánh người à? Mà đánh ai? Đánh chính công tử. Hả? Thôi được rồi, ta hiểu rồi. Nè, bây giờ ngươi cũng đừng nói chuyện này với ai nghe. Vô trong đi. Dạ tôi biết rồi. Cái thằng con ngỗ nghịch này lắm trò đến nhức đầu. Ủa, cô tỉnh rồi hả? Cô ăn miếng nha. Ăn miếng cháo cho có sức lại. Anh đi ra làng mua đồ về nấu hả? Không, cháo này cô Lợm nấu mang đến. Cô Lợm? Ừ, tôi đã hâm nóng rồi nè. Tại vì tôi đi tìm thầy thuốc cho cô rồi gặp Lợm. Mà thôi, chuyện dài dòng lắm, nói đau đầu thêm. Thôi, ăn đi, cô ăn cho nóng đi nha. Ê, nóng lắm hả? Để tôi đút cho. Cô ăn đi. Cô Lợm. Ủa? Cô thấy đỡ chưa? Tôi có mang theo một ít thuốc bổ để cô tẩm bổ nè. Cảm ơn cô. Cô nên cảm ơn anh Lì thì đúng hơn. Thôi tụi em nói chuyện nha. Anh xuống sau coi siêu thuốc đã. Anh Lì lo cho cô lắm đó. Lúc cô bị hôn mê, ảnh đã bất chấp nguy hiểm để ra ngoài đầu làng tìm thầy thuốc cho cô. Cô có thấy cái trán của ảnh không? Ảnh bị như vậy á là do ảnh đập đầu xuống nền đá, van xin thầy thuốc chữa bệnh cho cô. Ừ, tại sao anh ấy tự làm đau mình như vậy? Cô không có cảm nhận được tình cảm của anh ấy dành cho cô hay sao? Tôi không biết. Nhưng mà tôi nhớ có một lần, vì tưởng tôi là cô nên ảnh bất chấp để lo chữa bệnh cho tôi. Lúc đó tôi có nghĩ thầm, sao cô lại bỏ một người anh tốt như anh Lì vậy chứ? Cô đừng có nói nữa. Đó là chuyện lúc trước rồi. Cô đừng nghĩ như vậy. Tôi nghĩ bây giờ cũng vậy thôi. Những gì mà anh Lì làm cho tôi là vì tôi trong hình dáng của cô, đứa em gái lớn lên từ nhỏ, và ảnh xem như là mạng sống của mình. Cô có biết khi ảnh đập đầu xuống nhà thầy thuốc, ảnh đã nói gì không? Xin thầy cứu cho cô. Nếu cô có mệnh hệ gì, anh ấy sẽ hối hận đến suốt đời. Tôi cảm nhận được một điều rằng là anh Lì không thể sống thiếu cô. Anh ấy có thể vì cô mà làm tất cả, thậm chí không mang đến tính mạng của mình. Anh Lì, thật sự thì ảnh biết là ảnh đang sống vì ai mà. Thôi, tôi xin phép đi về đây. Hôm sau tôi lại đến. Anh nhớ chăm sóc cho cô ấy nha. Em về đây. Cuốn đi cho nóng nha. Thằng Đào thiếu gia đó đã lành vết thương chưa? Còn ê ẩm. Nhưng mà hôm nay bà ta đi chùa xa cầu an cho hiếu tử. Bọn nó ra tay cũng hơi nặng, nhưng dù sao ta cũng hả dạ. Đồ ngựa non háo đá. Rồi sao có còn trò gì hay ho nữa không? Để tôi cùng nó bày trò chơi đồ hàng. Còn phần ông thì dắt bãi đến để chứng kiến, nhìn tận mắt, nghe tận tai. Thì lúc đó bà mới tin là đứa con trai yêu quý trở mặt với bà. Giỏi. Đáng được khen thưởng. Mấy người đừng có mà lơ là không vậy kia chưa? Dạ dạ con biết rồi công tử. Tập trung cho mà làm việc để không mất uy tín với khách hàng. Nếu hàng quá mà có gì sơ sót khiến khách hàng phàn nàn thì các người chết chính tà đó. Dạ. Bà làm việc kiểu gì vậy? Nhanh tay lên. Dạ. Giống như chết trôi gì đó. Mau lát ai nhuộm chưa có được tươi lắm. Đứa nào nhuộm mẹ này nói cho tao biết, tao thưởng cho. Một lũ lười biếng. Nhanh tay lên. Dạ bên này. Dạ bẩm cậu. Đây là thương nhân từ làng Bọc đến. Ông ta là khách hàng cũ lâu năm của xưởng chiếu hoa làng Son mình. Lúc còn sống, lão gia rất là quý trọng ông này. Ta biết rồi. Ông đi làm việc của ông đi. Dạ. Chào ông. Chào cậu. Thì ra đây là Đào thiếu gia sao? Hôm nay cậu đã lớn lắm rồi đó. Khí chất á, y chang như là Đào lão gia ngày xưa vậy đó. Đã lâu không có qua lại. Nay nghe tin lão gia mất, tôi cảm thấy rất là đáng tiếc. Cha của ta cũng hay nhắc đến ông, nói ông là người buôn bán thật thà, luôn giữ uy tín. Thật vậy sao? Tôi cũng lo việc nhà nên ngưng việc buôn bán. Nay cũng đã xong xuôi hết công việc rồi. Tôi muốn quay lại để lấy hàng của chiếu hoa làng Son đó. Thật là quý quá. Chiếu hoa làng Son của ta bao nhiêu năm vẫn luôn giữ chất lượng, nên ông kia yên tâm. Tôi biết mà. Cho nên tôi tính bàn với cậu về những điều kiện mà lão gia đã ưu ái dành cho tôi. À, tức là thế nào? Đó là bao gồm những chiết khấu, bảo hành và luôn cả phần vận chuyển. Vậy cụ thể ra sao, ông có thể nói cho ta biết được không? Chuyện này có thể là bà Đào biết, vì trước đây bà cũng tham gia ký kết buôn bán với tôi. Có thể cho tôi gặp bà Đào được hay không? À, như vậy thì sẽ tiện hơn. Có cái gì thì ông cứ bàn với tôi. Sắp tới thì tôi mới chính là chủ của cái chiếu hoa làng Son này, cũng là người đứng đầu của nhà họ Đào. Nhưng mà dù sao bà Đào cũng là... Nè, mẹ tôi lớn tuổi rồi, cũng không còn minh mẫn nữa, cho nên bà cần được nghỉ ngơi. Như vậy thì tôi nhắc lại trong nhớ, tất cả những gì thuộc về họ Đào tôi mới chính là chủ nhân. Ông hiểu không? Như vậy tôi xin phép, hôm khác tôi sẽ đến. Chào cậu. Nhanh tay lên. Chào. Làm cái gì mà lê mê vậy? Làm việc như chết trôi gì đó. Nhanh tay lên. Dạ làm gì vậy? Dạ. Chạy lên. Nè nè bên đó nữa. Chạy đều ra. Dạ. Cậu đi qua bên xưởng chiếu hoa về đó hả? Đúng là không có ta thì bọn thợ thầy trễn mảng ra mặt, giống như rắn mất đầu vậy. Thì đúng là như vậy mà. Không có cậu á thì mọi chuyện làm sao êm xuôi được. Mà cậu nhìn nè, tay của tôi cũng sắp lành rồi. Như vậy tới lúc đó tôi có thể điểm chỉ được, và gia sản này sẽ thuộc về cậu. Còn ngươi cũng nên an phận về làm dâu của nhà họ Lê. Ngươi cứ yên tâm đi, ta sẽ cho ngươi một ít để làm của phòng thân. Thiệt vậy hả cậu? Như vậy thì tôi xin được đa tạ Đào thiếu gia. Có lẽ từ nay về sau ngươi cần phải thay đổi cách xưng hô. Ta sắp làm chủ của Đào gia trang này rồi, không còn làm thiếu gia như ngày trước nữa. Ha, tôi quên. Nhưng mà nói gì thì nói, bà Đào cũng là mẹ ruột của cậu, hết mực thương yêu cậu. Bà ấy đã làm đủ mọi cách để dành gia sản này về cho cậu. Bà ta thương bản thân của bà ta thì có. Sao cậu lại nói mẹ cậu như vậy? Ta nói cho người biết, ta mà nắm được gia sản trong tay, điều đầu tiên là ta sẽ tống cổ cái tên đạo sĩ thúi ra khỏi nhà. Làm vậy e có khó xử cho bà không? Nếu như bà ta còn binh vực cái tên đó ra mặt thì ta cũng sẽ không nể tình, cho dù bà ta là mẹ. Tôi thấy làm vậy có quá đáng không cậu? Dù gì thì mẹ cậu cũng là Đào phu nhân, ít nhiều gì thì cũng có quyền trong cái gia sản này mà cậu. Mày thì biết cái gì? Sau khi ta được công nhận làm chủ cái gia sản này, tao nắm được quyền hành trong ngôi nhà này. Ý tình là mẹ, tao còn nhượng bộ. Nếu mà khăng khăng còn làm trái ý của tao, bên vực cái tên tình nhân khốn kiếp đó, ta sẽ tống cổ ra khỏi nhà cho theo lỗ ta, không thương tiếc. Hình như là Đào thiếu gia đang bị ảo tưởng về quyền hạn của mình thái quá. Chưa đổ ông nghè đã đe hàng tổng rồi. Tôi e rằng khi hắn lên nắm quyền, bà có nói gì hắn cũng để ngoài tai thôi. Ông im đi. Tôi cũng biết bà rất khó chịu vì những lời phủ phàng này. Cứ đợi cái ngày khi nó nắm được gia sản thì lúc đó nó sẽ coi trời bằng dung. Lúc đó bà mẹ ruột này cũng không coi ra gì đâu. Bà cho gọi tôi. Tay của cô đã lành hẳn rồi à? Đúng vậy, tôi đã sẵn sàng để điểm chỉ vào văn tự cho bà. Tốt. Ta cũng sẽ làm theo lời hứa của mình, gả ngươi cho Lê công tử, để ngươi được hưởng cuộc đời viên mãn về sau. Đa tạ bà đã chiếu cố. Ngày mai cho mời các vị hương tề đến đông đủ. Ta có chuyện cần công bố. Dạ. Phải dạy cho thằng con ngỗ nghịch một bài học thì sau này nó sẽ ngoan ngoãn nghe theo lời ta. Điều trong môn kiếm quân tôi thần từ hiếu trung. ơn sâu tròn đạo phụ tứ, trăm năm lòng son nghĩa một đời. Phù sướng phù tùy xưa nay sang hèn trong môn kiếm, nhưng mây phù vân thoáng qua, nhưng sinh lệ nghĩa chi tín, chớ nên vội quên lẽ ngũ thường. Chuyện nay tĩnh dương trái lưng lên thời một già chúng hiếu làm đầu, gái lớn lên thời chữ tiến thành là câu trao mình, để huynh trao nặng lời danh tứ tôn chớ vong tình hăng, nghĩa vô thế thuần tình kéo ra thế thái nhân tình đời người như gió như mây, lẽ sao mơ đời đừng vì xem trăng quên đèn, nhục vinh sương khô buồn vui bởi do đứng nhân mà thôi tròn vẹn bốn chữ.